Rồi em xin chào tất cả anh em nè. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Chắc Có Thắng nè. Không biết chỗ mấy anh em sao mà hôm nay nếu mà điều kiện thời tiết nắng lâu như vậy thì là cái nhu cầu mới nở của bà con mình cứ gãy á, đặc biệt ở vùng ven là tài kinh khủng luôn á. Bây giờ đang vô vụ nha nè. Nhưng em có không quên là nhiệm vụ của mình anh bán hàng online cho anh em mình cầm bảo rồi. Chứ ngoài em thật sự là mấy ngày nay là đang vô mùa, mấy ngày nào cũng gấp máy cho khách là gấp bơm đó nên gấp bơm rồi bơm dây Google á. Để tí xíu rồi để em nhờ đứa cháu lấy cho anh em mình coi đăng ra một cái mẫu bơm dây Google để mà mình tưới nước á, bên em có bán. Thấy nó nổi tiếng rất là im, giờ con lấy có một cái bơm cua chưa, cua cua ra đài, cái bơm mà bơm cua cua ra mình là không, con lấy cái mẫu cho bà con mình coi, con để đại nó đi hồi mình lắc vô, người ta được tiền, người ta nói tiếng cái nó rung rinh hết rồi, mấy này em thấy nó nổi tiếng quá im rồi mà, dân mà nở tâm lòng. Cái tông 80 ly. Cái này nó 7 ngựa anh em. Mấy nó bụng bóng nhớt ghim nó còn nó quay thấy chóng mặt lắm. Nó quay nó dù 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 dù. Đó, máy này anh em nhìn bong bóng nó mới nè. Theo kinh nghiệm của em là những cái máy gì là bên bển người ta rất ít xài. Còn để nhiều điểm mà anh em mình nhận xét là những cái máy nó còn ken hay không nè. Thứ nhất là cái co vào bét nè. Thì cũng có một số nó nằm ngoại lệ anh em. Có một số là máy rất là ngon nhưng mà những cái này nó bị xét hết, nó cũng có trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà theo em cái góc độ của em nhìn thì cái này nó nhìn nó còn sáng lắm nè, boe nó còn sáng luôn nè, còn chữ nó để chữ Thái chữ Tàu gì không, cái này không phải là cái này chắc chữ Nhật có Nhật quên nó chữ Thái chữ Tàu bị nó nhìn em nhìn nó không nào biết nào chứ. Bây giờ mình cho nó là tiếng gì thì nó nghe nó chịu tiếng đó thôi chứ nó cũng có đâu có cãi mình được đâu. Còn máy thì em bao zin cho anh em mình ha. À, thùng dầu có nước là nguyên si hết đúng rồi. Rồi cảm ơn con trước nha. Thằng Nghiệp nhỏ hồi sáng giờ hai đứa nè anh em. Nó dọn một cái kho chờ bá luôn. Hai đứa cộng lại chừng có khoảng 70 mấy ký à, mà nó dẹp một công việc khủng khiếp luôn. Tối nay hai đứa có nhu cầu đi uống bia ôm không? Đừng mét vút là giờ vú đẩy hết. Không nói năng gì chứ vậy? Không đi. Không đi à? Mẹ con chưa cho. Mẹ con chưa cho hả? Chợ con lớn nổi phải không? Cho bác khoái không chết luôn á. Ê, bên em có bán cái bơm này nè anh em. Cái này là hút xả. Ở đây tụi em kêu bằng là 90. Nhưng mà có một số anh em kêu bằng xu 50 với xu 80 á. Thì có những cái bơm thế gì nè. Đang gáp vô những cái máy dầu này. Một số anh em chạy xà lan cũng có nè. Xà lan bơm nước cát á, nước chưa ghe á. Còn có một số dùng của em thì ta biến cái đầu này nhỏ lại để mà ta rửa khoai rồi tưới nước, đặc biệt là bây giờ dùng với em đang nắng rất là nắng, tưới nước trong khóm anh em, tưới nước trong khóm rất là nhiều. Bởi vì bên em là không giờ đang gấp mấy này nó để gì cái kéo dây Google qua em đặt lộn bên này. Nếu mà đặt cái chỗ này nước nó thổi vô máy còn máy mát dữ rồi. Em đặt chỉ có hình thức cho anh em mình coi đi ha, là bên em có bán cái dòng bơm này cái máy này. Rồi bây giờ để vô đề tài chính là em quay lại cái máy cho anh em mình. Cái này nở 65-7 ngựa, máy thì nó nguyên cái chân nền nó còn gì luôn nè anh em. Số series thì nó gõ 11-104 rồi 0017 anh em ơi, 104-017. Cái lóc nó anh em nhìn nè, nó còn nước sơn xanh của nó sơn si á, vô lửa còn rất là chắc chắn. Có trên đây thì nó chốc nước sơn, đa số những cái máy mà chạy nước là đều chốc hết anh em. Nhìn cái này anh em cũng biết cái đồng dầu nó sao nha, đồng dầu vắng tươi à. Đây là nở 65, nó bị mốt mốt như này tí xíu. Rồi nhờ hai con trai test hàng cái máy này giùm bác ơi.
chứ còn nhìn kia. Bây giờ em đi lựa máy, nếu mà thật sự cho em ra bãi em lựa nha, cho em chỉ cần nhìn cái máy em lăn thôi, không phải mà mình quay mình nha, em lăn thôi là em lựa máy em chắc chắn với anh em luôn, 10 cái thế nào cũng lầm 5 cái. Giỡn chứ anh em, cho vui vậy thôi, chứ mấy người mà lão luyện trong nghề thôi nói gì chứ lâu lâu cũng bị dính rồi. Mình nói ra cho nó quá vậy thôi chứ không có ai mà mình không có bị tình trạng đó, kinh nghiệm cỡ nào cỡ. Chim để qua phía bển đi em ơi, ngồi cái xe còn dây vô để phía bên cặp bên sau quần áo đi rồi. Rồi rồi em chạy ra trước luôn, quên nữa nhờ hai đứa con 40 mét ống nữa chị, 40 mét ống, con đo cái cuồng đó, cuồng nó 50 mét lấy lại 10 mét, ống dẻo 35 của cuồng có cái máy dầu chứ không á. Trai em thông cảm, đừng có buồn em nhé, em hơi nói chuyện ở ngoài tí xíu là gì, thợ của em thừa mới giao cái máy mà người ta gửi cái sửa về chuyển. Trời ơi, rượu này nó ác với em nữa. Em đang quay nó đem me về năng. Bữa nó đem xài sống, giờ bữa nay nó đem me. Cái này nó độc thiệt chứ. Không có giận thôi, nói nghe chứ giờ nói chuyện cũng hết được rồi đó. Trời ơi, nó nuốt mất miếng ông nội rồi. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn nha. Cái nở 65 này em bán cho anh em là 4 triệu anh em. Còn với ship em tính anh em 380 ngàn. Máy này rất là chắc luôn anh em mình. Anh em mua về em nói là chính xác 100% không có lầm đâu. Bơm nhớt dinh nó quay. Nếu anh em nào mà nghe tiếng máy nhận xét á, em nó thì nói nhiều kia anh em nó làm máy nhà thì chắc ăn phải khen, nhưng mà thật sự em nghe tiếng máy với cái nhìn cái lóc này, máy này nó không tệ được. Rồi em cũng xin kết thúc ở dưới đây nha anh em. Em thấy mấy cháu mẹ anh em chịu hết nổi thì em cũng hết nói chuyện được rồi. Chào anh em.